lịch thi đấu Việt Nam với Nhật Bản. Sau 4 thất bại ở vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á tại lượt trận thứ 5, Việt Nam tiếp tục đụng độ đối thủ mạnh Nhật Bản. Vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 11 tới đây, Việt Nam sẽ đón tiếp Nhật Bản ở sân vận động Mỹ Đình, thuộc lượt đấu thứ 5 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước đó tuyển Việt Nam đấu 4 trận, lần lượt gặp Ả Rập Xê Út 1-3, Australia 0-1, Trung Quốc 2-3 và Oman 1-3. Trong khi đó, Nhật Bản lần lượt gặp Oman 0-1, Trung Quốc 1-0, Ả Rập Xê Út 0-1 và Australia 2-1. Đáng chú ý có 2 thắng, 2 thua nhưng Nhật Bản mới ghi tổng cộng 3 bàn. Việt Nam dù thua cả 4 nhưng còn ghi nhiều hơn Nhật Bản 1 bàn. Nhìn chung trong 4 trận đã đấu, Nhật Bản đều chơi nhỉnh hơn đối thủ, kiểm soát bóng tốt, chơi kỹ thuật, truyền bàn ngắn ảo diệu, tiếc là ở gần khung thành đối phương, Nhật Bản lại tổ chức tấn công chưa đủ sắc bén. Các tiền đạo của họ dứt điểm cũng có phần thiếu tinh tế và may mắn nên bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, tình cảnh hiện tại cũng khiến Nhật Bản thêm khao khát chiến thắng trước một đối thủ yếu hơn hẳn như Việt Nam. Trước trận đấu, tiền vệ Ao Tanaka cũng thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm tại Mỹ Đình. Điều quan trọng nhất với cả đội là chiến thắng. Tất cả mọi người dân Nhật Bản đều muốn đội bóng tham dự World Cup, chứ không chỉ có mỗi các cầu thủ. Vì vậy, chúng tôi sẽ phải thắng 2 trận đấu sắp tới và hướng đến những trận tiếp theo. Sẽ thật tuyệt vời nếu như tôi có thể tiếp tục đóng góp bàn thắng cho đội tuyển Nhật Bản như trước Australia và hy vọng tôi còn có thể thể hiện nhiều hơn nữa. Mục tiêu của tôi là chiến thắng bằng mọi giá. Tôi muốn ghi bàn, tôi sẽ làm tất cả để chiến thắng và tôi đã sẵn sàng để thể hiện bản thân. Về phần tuyển Việt Nam, dù bị đánh giá thấp hơn hẳn, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đang rất thoải mái, tự tin về trận đại chiến với Nhật Bản. Trước giờ G, trung vệ Đình Trọng nhận định về đối thủ. Tại bảng B, tuyển Nhật Bản cũng đang không có vị trí tốt. Giống như tuyển Việt Nam, họ cũng đương đầu với áp lực từ người hâm mộ và truyền thông nhiều hơn. Đây có thể là lợi thế với đội tuyển Việt Nam ở trận đấu sắp tới. Mọi người đều biết, Nhật Bản có nhiều cầu thủ nổi tiếng đang thi đấu ở châu Âu. Họ đều đặc biệt nguy hiểm, ví dụ như chân sút Minamino chẳng hạn. Tất cả các cầu thủ Nhật Bản, ai cũng có thể đem lại mối nguy hiểm cho đội tuyển Việt Nam.